Thuật ngữ khởi nghiệp, startup trên thế giới và hiểu sai ở Việt Nam. Một Israel là quốc gia có nhiệm vụ đưa ra ý tưởng khởi nghiệp trên khắp thế giới. Từ năm 1949, tại Việt Do Thái có ý tưởng lập nên một quốc gia khởi nghiệp dành cho những người Do Thái thông minh nhất quả đất, từ đó yes. Israel ra đời. Tất cả những ý tưởng khởi nghiệp trong quá khứ hiện tại và tương lai đều lấy từ quốc gia Israel. Israel là người đưa ra ý tưởng còn người thực hiện ý tưởng là quốc gia yes. Hoa Kỳ. 2. những người Mỹ thông minh được quốc gia Israel trao ý tưởng khởi nghiệp để trở thành tỷ phú như thế nào? các ý tưởng từ Israel sẽ đưa vào các hội kín của tám trường đại học Ivy League của Mỹ. Tám trường đại học Ivy League đều có hội kín. Để tham gia hội kín thì những sinh viên phải giỏi toán, luật, tâm lý học, khoa học máy tính. Hội kín này thường tổ chức họp một năm hai lần. Trong cuộc họp các thành viên đưa ra ý tưởng khởi nghiệp cho toàn thế giới. Nếu ý tưởng trùng hợp với ý tưởng quốc gia khởi nghiệp Israel thì người đó sẽ có một cuộc gặp bí mật với thế lực thần bí ở một căn biệt thự dưới tầng hầm. Cuộc gặp giữa người có ý tưởng đó với thế lực thần bí và thế lực thần bí lên plan giúp ý tưởng này lan rộng khắp thế giới, sau đó lập công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và trở thành tỷ phú USD, các tỷ phú Bill Gates, Mark Zuckerberg <laughs> đều khởi nghiệp y chang như vậy. 3. Bản chất thật của ý tưởng khởi nghiệp ở Việt Nam. Có những người Mỹ không lỗi lừa gạt và bị FBI bắt ở bên Mỹ, sau đó FBI lợi dụng họ kiếm tiền bằng cách mở khóa học tư duy làm giàu, bán hàng doanh số cao như sói già phố Oan, Babylon. Những người Mỹ này đi tới các nước châu Á, Singapore, Thái Lan, Indonesia mở lớp dạy tư duy làm khởi nghiệp, dạy làm giàu thế là đám cô việt nam qua bên này học và copy hết để về nước dạy lại. từ đó khái niệm khởi nghiệp ra đời vào năm 2011. mục đích các khóa dạy khởi nghiệp là để thu phí học viên và rủ học viên góp vốn đầu tư bitcoin, chứng khoán, bất động sản vì thầy giáo, giảng viên không biết đỉnh đấy, không biết khủng hoảng kinh tế nên cả thầy và trò mất hết tiền. kết luận, nhiệm vụ khởi nghiệp là quốc gia hoa kỳ, sếp, yes. còn nhiệm vụ của việt nam là đi làm kiếm tiền, lính, chứ không phải ngồi suy nghĩ ý tưởng. hiểu sai về khởi nghiệp sẽ làm người ta phá sản nợ nần. bằng chứng có hơn 10.000 người phá sản nợ nần vì giấc mộng khởi nghiệp làm giàu.